Xin chào mọi người. Hôm nay vừa nhận được thông báo của điện lực. Ngày mai là nhà áp cấp điện từ 8 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Không dịch được chuyện. Thành ra là tối nay đua, dịch đua. Mọi người nghe Ma Hoàng Trấn Thích Phàm á, thì thông cảm nha. Sáng mai không có điện nhưng mà có ánh sáng. Thì áp sẽ thu Ma Hoàng không, áp sẽ phát lên. Còn chiều mai mới thu lại cái... Mới dịch tiếp với lại chàng rể phế vật này kia mới có. Thành ra tối nay là ngưng Ma Hoàng. Cao thủ tu chân Diệt Thiên chương 4068 đến chương 4070. Trước mắt đều là địch. Là anh ta sao? Tôi đội mũi của Chân Võ Thánh Môn, một thân ảnh mặc màu xanh nhạt thướt tha mà đứng đó, trong mắt khẽ chấn động. Gương mặt này của Diệp Thiên làm sao nàng có thể quên được. Nàng còn nhớ rất rõ, trước đó không lâu nàng cùng hai vị sư huynh tiến về hệ ngân hà điều tra nguyên nhân Thiên Thần Tông vì sao đột nhiên mất đi tin tức. Kết quả bọn họ ngay tại hệ ngân hà gặp được Diệp Thiên. Trận chiến đó bọn họ vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống Diệp Thiên. Ai có thể nghĩ đến ba vị đỉnh cấp thiên kiêu của Chân Võ Thánh Môn, bao gồm cả nàng ở trong đó, bị Diệp Thiên lấy lực lượng một người đánh bại toàn bộ. Ngay cả Phùng Quang Môn, mà thân nàng mấy bậc cũng là bị Diệp Thiên đánh trọng thương, làm cho họ không thể không chật vật bỏ chạy. Cho dù mọi chuyện qua đi đã gần hơn một tháng, nhưng khuôn mặt của Diệp Thiên vẫn đọng lại trong tâm trí trẻ nàng, không vứt đi được. Đây cũng là lần đầu tiên tại bên trong thế hệ trẻ tuổi nàng cảm giác được sự thất bại. Tam sư muội, ngay tại khi nàng còn đang bàng hoàng thì một thanh niên đứng bên cạnh lại ngoái nhìn tới. Thanh niên này dáng người thẳng tắp, tóc màu xanh biếc, mắt màu lam, khuôn mặt sắc sảo tựa như đao tước, tuấn lãng như thiên thần. Hắn chắp tay đứng ở đó chính là có thể làm cho không ít người trẻ tuổi xung quanh có cảm giác tự ti, mặc cảm. Sâu trong đáy mắt hắn mang theo ngạo khí không ai bì nổi, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía nữ tử của hắn lại ôn nhuận như nước, không che giấu tình yêu của mình một chút nào. Đối mặt với ánh mắt của thanh niên này, nữ tử cũng là trong lòng nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, bởi vì thanh niên này thực sự là quá mức chói sáng. Không chỉ đứng hàng thứ nhất hoành ép thế hệ trẻ tuổi bên trong Chân Võ Thánh Môn, cho dù phóng tầm mắt khắp toàn bộ trung tâm ngân hà thì hắn cũng coi là tuyệt đỉnh thiên kiêu, đứng ở đỉnh cao kim tự tháp, có thể đủ để cùng những thiên kiêu thần tử bên trong thế lực đế cấp sánh vai cùng. Đối mặt với tuyệt thế thiên kiêu như thế này, nàng mặc dù không đạt đến tình trạng như tình yêu nam nữ, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn có sự hâm mộ, nhìn với con mắt khác. Nữ tử này không phải là ai khác, chính là Hoa Lộng Ảnh bị Thanh Dương Thánh Giả mang đi tẩy xóa ký ức, trở thành đệ tử Chân Võ Thánh Môn. Mà thanh niên bên cạnh nàng tên là Vân Tuân Hạc, chính là đại đệ tử đầu tiên của Thanh Dương Thánh Giả, cũng là đệ nhất nhân bên trong thế hệ trẻ tuổi Chân Võ Thánh Môn. Vân Tuân Hạc từ khi Hoa Lộng Ảnh gia nhập Chân Võ Thánh Môn, liền đối với tam sư muội tính tình trong trẻo lạnh lùng, cá tính độc lập này yêu thích không thôi. Cho nên hắn đã cự tuyệt sự theo đuổi của rất nhiều thiên kiêu thành nữ tại trung tâm ngân hà, một lòng chỉ vì Hoa Lộng Ảnh, muốn lấy nàng làm vợ. Mà sau khi quan sát tỉ mỉ, hắn lại phát giác ra Hoa Lộng Ảnh giờ phút này có chút mất hồn mất vía. Dựa theo sự phán đoán của hắn, người để Hoa Lộng Ảnh mất hồn mất vía chính là Diệp Thiên, giờ phút này đang cùng Đan Thần Tử kịch chiến. Hắn cũng không nhận ra Diệp Thiên, nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy bên trong ánh mắt Hoa Lộng Ảnh nhìn về phía Diệp Thiên mang theo mấy phần vận vị dị dạng, để trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Nàng biết người kia hay sao? Hắn chỉ về phía Diệp Thiên, chân mày hơi nhíu lại. Vân Quân Hạc tự xưng là thiên tài tuyệt thế, mặc dù là xuất thân từ Chân Võ Thánh Môn, nhưng mới gần 30 tuổi đã tu thành nhất phẩm thánh nhân. Hắn tự hỏi so với những thiên kiêu thành tử bên trong thế lực đế cấp kia cũng không hề so kém một chút nào. Liền lấy Diệp Huyền của Diệp tộc làm ví dụ, cùng hắn cũng chỉ là sàn sàn ngang nhau, khó phân thắng bại. Hắn vốn cho rằng nhìn chung khắp tinh hà vũ trụ, tuyệt nhiên không có tồn tại nhân vật thiên tài nào có khả năng mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ
Nhìn thấy Diệp Thiên lại cho hắn một loại cảm giác bị thất bại đến cực độ. Lấy tu vi của hắn, đối mặt với bất kỳ một người nào bên trong đan thần cửu tử, hắn đều tự nhận là không địch lại. Nhưng Diệp Thiên, độ tuổi nhìn qua cùng hắn cũng không chênh lệch lắm. Vậy mà lấy lực lượng một người độc chiến chín người, quả thật là khó thể tưởng tượng nổi. Nhất là ánh mắt Hoa Long Ảnh giờ phút này nhìn Diệp Thiên càng là làm cho hắn cảm thấy toàn thân bức bối, khó chịu. À, nghe được lời nói của Vân Tuân Hạc, Hoa Long Ảnh như ở trong mộng mới vừa tỉnh lại. Sau đó, nàng hơi do dự một chút, lúc này lắc đầu. Không, ta không biết. Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, trái tim Hoa Long Ảnh kịch liệt run lên. Ngay cả nàng cũng cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Nàng vốn đã muốn nói, Diệp Thiên chính là kẻ đã hủy diệt Thiên Thần Tông, đánh trọng thương Phùng Quang Môn. Nhưng lời đến bên khóe miệng là đột nhiên thay đổi chủ ý. Chẳng biết tại sao, giờ phút này nàng nhìn thấy Diệp Thiên một người độc chiến với đan thần cửu tử. Đông Hoàng Thái Nhất lại ở một bên nhìn chằm chằm. Trong lòng nàng lại ẩn ẩn có một loại lo lắng và đau lòng. Cho nên nàng cũng không nguyện ý đem thân phận chân thật của Diệp Thiên nói ra, để tránh cho Chân Võ Thánh Môn lại nhúng tay vào trong đó, làm cho Diệp Thiên có thêm một cường địch. Cũng may bên trong thế hệ trẻ tuổi Chân Võ Thánh Môn lần này đi theo chư vị trưởng lão đến đây, chỉ có nàng cùng Vân Vân Hạc hai người, cho nên cũng không có người nào vạch trần lời nói dối của nàng. Mà Vân Tuân Hạc mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng cuối cùng vẫn là dời ánh mắt thản nhiên nói: tên kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể lấy lực lượng một người độc chiến với đan thần cửu tử, nhưng đáng tiếc hắn cuối cùng là dựa vào ngoại vật đang cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Theo thời gian trôi qua, hắn đã hơi rơi xuống thế hạ phong, thua ở trong tay đan thần cửu tử, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Lại thêm bên cạnh hắn còn có Yêu Hoàng Điện chủ áp trận, trong loại tình huống này gần như là tình thế chắc chắn phải chết. Đôi mắt đẹp của Hoa Long Ảnh khẽ run lên, cũng là hướng về chiến trường nhìn lại. Diệp Thiên được ngọn lửa vàng kim bao trùm tại phía dưới sự vây công của đan thần cửu tử, trái tránh né phải đột kích, nhưng một khi anh đón lấy một kích, động tác đều sẽ hơi ngừng một chút. Hiển nhiên trọng kích từ sự liên thủ của đan thần cửu tử sinh ra áp lực cực lớn đối với anh. Theo thời gian trôi qua, tốc độ của Diệp Thiên cũng đang chậm lại, chân hỏa kỳ lân trên người cũng đang nhanh chóng biến mất. Hiệu quả của hình thái cuồng nộ đang dần yếu bớt đi. Diệp Thiên giờ phút này cũng không có thời gian để tới sự xuất hiện của các thế lực mới đến đây, cũng không hề phát giác được sự tồn tại của Hoa Long Ảnh. Đối mặt với sự vây công của đan thần thực cửu tử, anh đã dùng đến 12 phần tinh lực, không dám có chút nào giữ lại. Đan thần cửu tử lấy ra một người mạnh nhất cũng chính là đại trưởng lão, tu vi đạt tới bát phẩm thánh nhân, so với Diệp Thiên mở ra hình thái cuồng nộ còn muốn yếu hơn một bậc. Nhưng đan thần cửu tử này lại có sở trường về tuyệt kỹ hợp kích, cửu tử liên tâm tụ hợp thành một thể, mỗi một lần công kích đều có thể đem lực lượng của chính người cùng ngưng tụ tập trung ở một chỗ bộc phát ra, không chút nào thấp hơn một kích toàn lực của một vị tuyệt phẩm thánh nhân. Diệp Thiên muốn đánh bại từng người một, nhưng phòng ngự của bọn hắn lại vững như bàn thạch. Mỗi khi xuất hiện một sơ hở, chắc chắn sẽ có một người khác phi thân ra, lấp vào, tự như là trường giang đại hải, liên miên bất tuyệt. Nếu cứ kéo dài tình huống như thế, thì hình thái cuồng nộ của Diệp Thiên càng đang nhanh chóng tiêu hao lực lượng, hiệu quả tăng lên mà nó mang đến cũng đang từng bước một yếu dần đi. Nhưng đang thành tựu cửu tử lại là có đan dược chống đỡ, ngược lại càng đánh càng hăng. Diệp Thiên, hoàng đế phát giác được Diệp Thiên đã hiện lên vẻ mệt mỏi, lúc này khẽ quát một tiếng, dự định một lần nữa thôi động cửu tinh liên hoàn trận tiến lên viện trợ. Nhưng ông ta vừa mới có động tác thì Đông Hoàng Thái Nhất ở một bên lại đã vượt ngang tới trước một bước, bàn chân giẫm tại trung tâm mắt trận của ông ta. Âm lực lượng kinh khủng ập xuống, khí tức của hoàng đế cũng vì đó mà ngưng lại, hướng về phía sau văng đi mấy trăm trượng, sắc mặt đã một mảnh xanh xám. Mà Đông Hoàng Thái Nhất thì trên mặt hiện lên vẻ trêu tức, nhếch miệng cười lạnh. Muốn giúp hắn quả thật là si tâm vọng tưởng. Ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn xem hắn bị đan thần cửu tử từng bước một nghiền nát đi. Hoàng đế cắn chặt hàm răng, lửa giận trong mắt tán loạn, nhưng bị Đông Hoàng Thái Nhất cản đường lại làm cho ông ta không thể làm gì.
Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng quát khẽ đã đột nhiên từ trên trời bên cạnh truyền đến. Tu La, Minh Thủ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hoàng đế đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một Tu La trảo ẩn chứa sát ý lạnh âm u từ phía trên đại địa vươn ra, mang theo lực lượng thần niệm cuồn cuộn dâng trào hướng về phía đan thành tử chộp tới.